Ôi dạy đánh nữa. Mấy chân nó đau vậy? Em cũng đỡ. Hả? Em cũng đỡ. Cậu cũng đỡ sức rồi nhỉ? Vâng. Mấy mấy chân nhỉ? Nếu mà nó khỏe cho em ăn nhé. Em cứ ngồi đi. Ở đây vâng, anh cứ kể em. Có khi là hôm nay chắc em xin phép anh đi về rồi. Chân nó chưa là gì? Chân em chưa lắm. Chân em đỡ rồi. Bây giờ thì chân nó thâm thì về làm được, ở đây với anh ấy, ở đây thì anh không ngại đâu. Ba người thì không phải là có hai anh em mình em ngại. Còn đi em cô nữa chắc đi chơi chắc về rồi. Em cô đi chơi thì chắc còn đi em cô đi chơi chắc nó sắp về rồi. Em thì em chẳng biết gì được cho anh ấy. Thế bây giờ nghe anh nói đã. Thế em ở đây xem là ở đây giúp anh. Bây giờ em đang đau chân như này mà em cũng có nhà. Thì em ở đây em giúp anh quét nhà với này, quét sân, nấu cơm giúp anh. Anh nhất là nha, bây giờ em mà ngại bất tiện ấy, thực ra là anh ở đây có ba người mà. Có đi em cô ở cùng với anh em nữa thì không phải ngại đâu, chỉ có em gái anh cô anh ở đây thì ngại gì, nó là con gái giống em thôi không ngại đâu. Anh hai là bây giờ em nhà em bị cháy rồi, nhà bị cháy rồi mà em không có chỗ ở đúng không, bây giờ em ở đây em ở đây không anh điều trị em khỏi chân đi rồi xong là em nếu mà thấy bất tiện thì em sang chỗ trang trại anh ở được, em ở đây em làm trang trại anh chăn nuôi cho anh với lại chú lợn gà cho anh, và anh nhiều việc các ruộng vườn nữa muốn đó, nhiều việc các mà em thì cũng không có nhà không có việc ấy, thì em cứ ở đây giúp anh cũng là khỏi chân thì anh em mình tiếp về em ở đây nhé, xong là anh sẽ trả công cho em, hoặc là em đi làm anh trả công cho em, trả lương cho em, chứ bây giờ em đi về chỗ nào em cũng là ở đâu phải không, em đi ra láng cả một mũi đốt cho mình, xong là chắn rết nữa thì em cứ ở đây đi, hay em ăn thế nào đi, xong là trả công cho em ngại không? Anh không lấy tiền thì anh có thể cho em ở lại một hôm nữa khỏi, xong anh có cái việc gì thì em nắm muộn. Ừ đấy thì lúc nào anh cứ là khỏi thì anh cho anh em mình anh em làm cho anh em chắc trả công đi em, chứ thì em cũng phải có tiền cũng để tiêu để ra vào đúng không, anh phải trả công đi em. Hai là nếu mà em ngại đây thì anh em sang nhà trại ở, còn nếu không ở đây với anh thì cả em cô anh nữa ba anh em mà không ngại đâu, còn là em sáng thì em quét sân quét khỏi chân ấy thì quét sân cái nhà cho anh, nhưng mà chưa thì nấu cơm còn đâu ngày giờ giờ chính thì em đi sang trang trại cho lợn ra cho điện ra anh đi ra làm đồng giúp anh nhiều việc lắm giúp anh, hôm nay mình anh khác tính công nhá không phải ngại đâu à. Anh khác tính công đi em đấy như thế để em ăn thanh long đi, xong là hôm
làm đâu, điều chị được khỏi hẳn đấy, không hẳn làm gì tí. Em ngại đâu, bây giờ ví dụ như là em ngại em thì nam nữ thì em còn ngại chứ, đây có ba người mà, có phải em cô nữa ngại gì, nó đi chơi nó sắp về đấy. Đây em đây anh lấy lá này, lá thuốc à anh, lá lá này lá bóc ra để anh lấy cái phần đưa ra. Thôi để em bỏ tao nhé. Thôi để em tự ấy được.
nóng ấy, nóng ấy. Đúng em? Cũng ấm ấm thôi anh ạ. Nóng nóng. Để em cầm. Để ngấn cho nó. Nó bỏng ấy. À, nóng. Ôi, một tép đây. Đây, để em giữ. Không, còn cái này cuốn ở dưới này thôi, em giữ cái trên đi. Ôi, tu được, nó phải hơ lại. Cái hơ lại cho nóng em. Không, nóng quá. Nóng không em? Hôm nay em làm mình giả cho anh nhé. Hôm nay em làm cái này không nào làm mình giả cho anh nhé. Hôm nay anh phụ anh làm. Ừ, anh buộc chặt nó vào. Đấy, mà bây giờ nhé, em có làm đủ nơi đây nhé. Em làm đủ nơi, em nước này không? Không, em không biết, em không khác luôn. Cái này để em chiều bóp luôn nhé. À thôi, cái này cất đi, em phải chiều anh cất đi, không phải chiều lại băng đi. Được rồi, đấy này. Em ăn đi, em ăn đi. Thôi, em ăn. Xong rồi, em đặt đi, em ăn không đặt đi. Xong rồi, em ở nhà đi, em đi sang nhà trại, em ăn đi.
Mùi ngon quá, ăn dĩa vặt hòa với quả. Không biết ở nhà có đau chân không? Vừa đi tí đã thấy nhớ hả?
Mình hôm nay tốt quá, nhiều cỏ quá, hôm mai nhiều cỏ được. Anh không có thời gian cho ăn.
ra, đi ra ngoài. Đi đi. Đi đi. Này tiền, cô cầm đi. Đi. Đi ra ngoài. Đi đi. Đi đi. Đi, cô đi đi. Cô đi đi. À, đi. Em ơi chị đau chân. Cô đau chân kệ mà. Cô. Đi xuống. Đi đi. Đi. Chị đây đi. Tiền đây. Đây, cô đi đi. Không lấy đâu. Cô đi đi. Em ơi. Cô đi đi. Anh xin phép anh em.